trải qua 16 hành trình vòng loại, các cặp cha con lọt vào top 8 đội của cha con hợp sức đã xuất hiện, mỗi đội có một thế mạnh riêng. Tiếp tục hành trình không có mẹ, các thử thách khó khăn hơn, cam go hơn, bất ngờ hơn. Cha và con sẽ hợp sức thế nào để vượt qua? Bây giờ thì chúng ta đang đứng ngay một vườn cây mận. Con thấy hấp dẫn không Minh? Dạ hấp dẫn. Lúc nãy chú thấy con dán cái gì vô lưng ba con? Dạ sa lông bát. Ủa ba con bị gì hả? Bị đau lưng. Từ đây qua đây. Đây đúng không? À nghe nghe quá. Miếng nữa hả? Rồi thôi được. Nhức lưng chắc lúc giật gầu sòng không quen. Bố bên này bị tổn thương rồi, Mỹ cũng bị tổn thương. Con ngồi vô cái cây đó. Thì bị sao? Chạy. Ồ. Oh. Con bị đụng cái đầu vô cái trái mận. Ok, thôi là ba người bị tổn quá thương. Cái gì quá đi. Cái gì mà nó cứng hơn trái mận luôn á. Bộ hóa cô bị làm sao không? Bộ hóa khỏe. Khỏe mà. Thế bây giờ thương. Giờ chú muốn hỏi lại là hai đội có sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Nhiệm vụ này rất đơn giản. Trong vòng 2 phút con ăn hết 5 trái ổi này. Thôi nói giỡn thôi. Nhiệm vụ tiếp theo, con đi giấu, cha đi tìm trái cây. Trong thời gian 5 phút, hai con mang 5 quả trái cây của đội mình vào vườn giấu. Thì bé Mỹ là có 5 trái vú sữa và bé Minh là có 5 trái ổi. Trong 5 phút tiếp theo, con sẽ dùng ngôn ngữ hình thể để diễn tả, miêu tả cho ba của mình biết để cha mình đi tìm. Trong thời gian 5 phút thì hai ông bố đi tìm trái cây mà con mình diễn tả. Thì mỗi loại trái cây tìm được sẽ là được 1 điểm. Bây giờ chú giao rổ trái cây cho con 5 trái ổi. Có vẻ nặng hơn chút. Con với ba của mình hãy làm sao bàn cách để mà chiến lược như thế nào để con diễn tả cho ba mình biết. Trong vòng 2 phút. Qua này nha, con làm gì? Qua phải không phải trái, con làm gì đó biết. Nó làm gì nè, bấm như cái hàng. Như cái đường video này, thế này. Nếu con quẹo bên tay trái con giấu thì con sẽ chỉ bên tay trái này. Nếu con gặp cái cục đá thì con sẽ để như thế này, cho con đá như thế này. Thì bà sẽ hiểu là đi qua cái cục đá đó sẽ tới cái cây đó. Như như thấp để như đó. Vừa vừa để vừa ngắm đây, cao như thế này, hiểu không? Còn ví dụ như cái chậu thì con có thể miêu tả là cái chậu này. Chậu hay bự vậy ha. Sẵn sàng chưa Minh? Sẵn sàng. Sẵn sàng chưa Mỹ? Dạ sẵn sàng. Về đây. Bye bye. Về đây. Ở đây đi. Bây giờ mình ít rớt cho chú ở dưới cái củi luôn. Trẻ này khó thế. Chị nó anh nghĩ là sạch khó hiểu lắm, tại vì bé đó, cái khả năng mà mình diễn đạt của bé nó nhỏ. Bây giờ giống cái này, sau đó mình về thì trên đường chú sẽ nói nhé.
Bây giờ 5 phút của hai đội để mô tả bằng ngôn ngữ cơ thể thôi. Bắt đầu. Bây giờ trái thái nhất, con đi thẳng, con quẹo trái hay quẹo phải? Nếu quẹo trái thì chỉnh như thế. Qua tới 5 cây. À, qua cây thứ hai nằm ngay cây dưới gốc cây thứ hai. Bên tay phải đúng không? Ừ, rồi. Ừ. Trên cái gỗ. Ừ. Trái thứ tư. Bên tay phải, đi mấy đi 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 mấy cây. Nhớ không? Cái thứ năm là cái dũng tiêu rồi. Rồi, mời 2 ông bố được 5 phút. Phải cố gắng mình chủ động mình đi tìm là chính, chứ còn mà để mà bé diễn đạt lại thì mình cũng phần nào thấy thôi. Mới được 3 trái à? Giờ không nhớ cái thứ cái kia là nó tả cái gì. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hay vô! Kết quả của nhiệm vụ này thì bên đội của anh Quân và bé Minh đã tìm được 3 trái ổi. Anh Quân thấy 3 trái này là ở đâu ạ? Một cái ở dưới đống củi. Đống củi. Một cái ở trong cái rổ mận. Rổ mận. Một cái ở dưới cái đống dừa ở đâu đây nè. Vậy là con thiếu ở đâu nào? Thiếu ở chỗ bỏ xe. Bỏ xe. Với lại chỗ trên cái gốc á. Gốc gì? Cái gốc cây. Gốc cây gì? Có lá, trời ơi. Con không nhớ hả? Một đống lá ở dưới gốc cây đó. Ba phải dỡ đống lá lên chứ. Ba mới thấy cái ổi. Ba không thấy. Bố đã tìm được mấy quả vũ sữa ở đâu? À, cái này ở cái chỗ trái mận để lên. Còn cái này là ở dừa khô che lại. Dừa khô. Còn cái này? À, còn cái này là ở cái trong cái rổ. Trong cái rổ. À, cái này ở trên cái vỏ xe, hai cái vỏ xe cặp đã trên cao. Vâng. Thì bé có diễn tả chạy xe lúc đó là cũng hỏi bé là phải chạy xe không? Nhưng mà bé cứ diễn tả hoài bé mới làm cái vòng tròn vậy nè. Thì cũng chưa có hiểu gì lắm nhưng mà vẫn nắm cái ý đó. Thì vô tới trong đó thì thấy có những cái vỏ xe. Xe đạp. Máy chạy bộ. Máy tập thể dục.
Vậy thì tổng điểm như thế nào anh đi ha? Bên anh là 3 điểm thôi. Còn bên này là được 4 điểm. Bên đội của anh Hóa và bé Mỹ hiện tại được 24 điểm. Và đội của anh Quân và bé Minh 23 điểm. Mình phía sau mình có những con gì? Con bò. Đây là một. B. Đây, hai. Đây là nhiệm vụ tiếp theo của hai cặp cha con sẽ lên vấn đề con bò và con bê. Trong thời gian 15 phút dựa vào bảng hướng dẫn các bước chăm sóc bò, hai cha con tự thực hiện nhiệm vụ chăm sóc bò gồm dọn dẹp vệ sinh, cho bò ăn và uống nước. Mỗi cha phụ trách một con bò, mỗi bé phụ trách một con bê. Anh 10 người chăn nuôi bò là ban giám khảo sẽ kiểm định và chấm điểm. Mỗi con bò tắm sạch sẽ cộng được chăm sóc đúng cách 2 điểm. Đội hoàn thành xong trước được 1 điểm. Chú Adi đã sắp xếp hai cái bằng hướng dẫn cho hai đội. Bây giờ Mỹ đọc đi là các bước chăm sóc con bò là những gì? Các bước chăm sóc cho bò: 1. Tắm và dùng sơ dừa trà lông cho bò. 2. Dùng khăn lau khô cho bò. Cộng cách pha nước uống cho bò: bò 1 bình 10 lít nước, cộng 1 nắm tay muối, cộng 1 ký cám. B. 1 bình 3 lít nước, cộng 1 nắm tay muối, cộng 0,5 kg cám. Chỉ có 15 phút thôi nhá. Cố gắng lên và làm nhanh, làm tốt. Bắt đầu! Rồi con chọn con bé đi con. Phải để làm sao bác? Đó con xối nước rồi con tắm nó nè, con bé này nè. Này cái này là cái sơ dừa nè con. Cái sơ dừa nè. Cái này là cái sơ dừa nè, con tưới tưới đầy lên á. Không chịu tắm. Con lại gần gần đó, con lại sát gần gần đó đi. Con lấy cái thao luôn á Mỹ, lấy cái thao á. Lấy thằng lão bò đi con. B mà bò. À B. Muối mình để đâu? Cho chị cái khăn đi. Không có gì nữa bò. Được chưa? Gì nữa bò? Rồi con múc ba cái một cái lon rưỡi này vô trong thau. Rồi con tự pha để mày. Con đang lau cho bò. Mấy rồi? Rồi tới đằng kia anh lấy muối rồi, muối trong cái lon đó. Không nắm đi. Ở tôi. Nắm đi được. Rồi. Nãy cha con có hút rồi, con hút ít lại để mặn nó luôn nổi. Rồi bỏ vô đó vô đi. Nắm muối. Vậy này luôn hả ba? Nửa cái đó. Rồi, quậy cho nó khô rồi cho bò nó ăn. Rồi lại lên. Đẩy xuống đất, để nó đổ. Con lùi ra cho nó uống, Ôi, con vịn lại. Đưa cho nó vào giữa. Xong. Đổ sắp xong. Xong chưa ba? Xong. Rồi dạ con.
vừa nãy mình đã không có thời gian để giới thiệu chủ ở đây. Yeah. Chủ ở đây là anh Mười, là chủ của mấy con bò và mấy con bê ở đây. Mời anh đánh giá về cái công việc của bố và công việc của con đã làm chuyên nghiệp, ít chuyên nghiệp hay như thế nào? Mời anh kể. Tôi thấy là mấy anh này đến đây tắm thì thấy cũng rất là nhiệt tình. Bố thì tắm hai con bò lớn thì sạch hết, hai cháu bé thì tắm hai con bò nhỏ chưa có sạch. Chưa có sạch. Nhưng cái pha nước cho bò uống thì anh thấy sao? Hai người pha thì bò nó uống hết trơn. Còn hai cháu thì sao? Hai cháu thì do hai con bò thôi nên bây giờ tôi đánh giá là hai đội ngang tài ngang sắc rồi thôi, 10 điểm hết. Yeah. 10 điểm hết. Nhưng mà tự nhiên đây, chúc mừng, chúc mừng. Thế là anh Hóa với Mỹ được 2 điểm. Yeah. Anh Quân với Minh được 2 điểm. Hai cháu đã đói chưa? Rồi. Rồi, thế là bây giờ mình sẽ ghép chú Thiên Vương ở một nơi mà sẽ có rất nhiều đồ ăn rất là ngon, và các cháu và hai ông bố sẽ được thưởng thức vô tư. Cảm ơn anh Mười rất nhiều nhá. Và mình lên đường thôi. Dạ. Mình xuống với miền Tây đúng không, thì có những món ăn đặc sản mà mình không thưởng thức thì sẽ rất là tiếc. Cho nên đây là giây phút mà hai cặp bố con hãy thưởng thức những món ăn của miền Tây. Ăn xong thì chúng ta sẽ mới trải qua một cái nhiệm vụ bất ngờ tiếp theo mà chỉ dành cho hai con thôi. Ăn bữa này là đã thực hiện 50% của nhiệm vụ rồi. Đúng rồi. Còn bây giờ chúng ta hãy cứ thoải mái. Nào, xin mời. Mẹ, đây, đây, nó nằm đây. Phải không? Giống nhau rồi. Cái đó. Cái đó là gì? Mực mà. Thấy không? Mực chiên giòn. Mực mà giống con trai khác gì? Cái là ớt anh, như ớt á, ớt chiên giòn này mình. Rồi, ok. Cái là ốc bù. Ốc bù mất thân luôn. Chạy tới, chạy tới. Nhớ gì vậy? Nhớ gì vậy? Nhớ. À, bà nghĩ con phải đứng mực, đây, đứng đây, đứng đây, đây. Đứng đây mực hơi ớt rồi. Uống này mực hơi ớt rồi bà. Mực. Con cố gắng trên bàn có bao nhiêu, bao nhiêu cái cây, bao nhiêu đồ ăn. Con cố gắng nhớ nha, con chỉ nhớ thôi nha. Con để ý nha. Dựa theo bà đoán là con cái bàn ăn có món gì vậy. Đúng rồi. Khó không? Cá rô kho nè, mực chiên giòn, cá chiên giòn, thịt kho, rau muống sột, mà nuôi nhà lên sạch sẽ này. Bây giờ hai đội chênh lệch nhau mấy điểm Mỹ? Dạ, một. Đội của Mỹ hơn đội của mình 1 điểm thôi. Mà trong thử thách này tổng số điểm là 20 cho một đội. Đây là cái chứng nhận của chương trình dành cho hai đội. Nếu mà đội nào giành trong thì sẽ được nhận chứng nhận này. Và đội nào giành được cái giấy chứng nhận này sẽ vào vòng trong vòng bán kết luôn. Rồi. Thế thì bây giờ nhiệm vụ cuối cùng của ngày hôm nay, hai cha con đã vừa thưởng thức bữa cơm đặc biệt gồm 20 món ăn. Trong 5 phút, hai con hãy nhớ lại và ghi tên các món mình đã ăn vào bảng của mình. Tên mỗi món ăn ghi đúng được 1 điểm. Bây giờ còn 5 phút để ghi vào tên, đúng tên của từng món một nha. Thế là 5 phút của các bạn bắt đầu. Rồi, đây là phần hồi hộp nhất. Đọc từng món đi ha. Số 1 của con là gì, Minh? Dạ, mực chiên giòn. Của con là gì? Dạ, thịt kho tiêu. Kho tiêu hả? Cả hai đều đúng. Con chiên cuốn. Con ốc bù chuối nấu mẹ. Cả hai đều có. Đúng rồi. Hai điểm, hai điểm. Các bạn, ốc chiên giòn. Cả cơm chiên trứng.
ớt chiên giòn, cơm chiên trứng. Ớt đi nha. Ớt à, ớt. Ê, cả hai đều đúng. Hả, chú Mỹ? Ba, rồi. Số 4 dạ, là gì? Số 4. Ốc bu nấu chuối. Dạ, mực chiên giòn. Chính xác. Mận lê. Mận lê. Lê mận là... Dạ, số 4. Tiếp theo nào? Đu đủ. Dạ, táo. Rồi, tiếp nào. Chuối. Dạ, dưa hấu. Có luôn. Tám điểm. Cả hai bên được. Tám điểm. Lương hấp xả. Dạ, xoài. Lươn, nhưng mà có lươn xào chứ không phải là hấp xả đâu. Đúng không anh? Nè. Còn món số 10 là cái gì? Mò sao hành. Dạ, bưởi. Ây, món thứ 11 là gì? Bơm. Là táo á chú. Táo. Cũng là bơm. Táo. Dạ, đu đủ. Chính xác. Rồi, tiếp theo nào. 12. Món ăn số 12. Lê. Con. Ủa lê, dạ. Lê. Không phải. Ổi. Còn con là gì? Ổi xá lị. Đều chính xác. Bây giờ đến món thứ 13. Thịt kho tiêu. Dạ, đậu hũ chiên. Cả hai đều. 14. Hết rồi à? Hết thời gian. Dạ, chuối. Chuối. 14. Có chuối. Có chuối. Chính xác. Thế là 14. Thế là Mỹ. 14 điểm trong thử thách này. Mình 12 điểm trong thử thách này cũng rất là giỏi. Cả hai đều giỏi và hai chú rất là cảm ơn hai con. Kết quả tổng kết của 2 ngày 1 đêm hành trình tứ kết của cha con hợp sức. Số điểm như sau. Bé Minh, anh Quân, tổng số điểm là 37 điểm. Thì chúc mừng con. Rất giỏi đấy. Và số điểm của anh Hóa và bé Mỹ nhỉnh ra một chút được 40 điểm. Xin chúc mừng. 40 điểm. Thế là chú Adi rất là mừng khi được giao cái giấy chứng nhận vào vòng tiếp theo cho bộ văn hóa và bé Mỹ. Chúc mừng. Và vòng trong thì là chúng ta chỉ còn có 4 đội để đối kháng với nhau thôi, cho nên là mong bé Mỹ và anh Hóa cố gắng hơn nữa để mình có thể lọt vào vòng trong và giành giải. Mình muốn khuyên gì cho bé Mỹ khi nào vào vòng bán kết không? Nên thế nào, không nên thế nào? Sao cố gắng? Chú chị chương trình sao cố gắng thêm để được đi tiếp. Cảm ơn em. À, hai cha con đã giành chiến thắng cho phần thi này. Chúc hai cha con là gặp nhiều may mắn cũng như là cố gắng để chiến đấu cho những cái lần nữa thật sự tiếp theo. Dạ, cảm ơn. Và bây giờ Thiên Vương và Adi, cảm ơn quý vị và tất cả các bạn đã theo dõi hành trình của bé Mỹ, bộ văn hóa, mình với bố Quân. Và hẹn gặp lại các bạn ở hành trình tiếp theo của cha con hợp sức. Xin chào. Con hơi tiếc mà tại lỗi tại con. Thì con có gì đâu buồn con. Mình có thì mình mốt phải dẫn con đi riêng ha. Muốn đi đâu phải dẫn như đó. Hai con đi thôi. À, buồn. Con muốn có liều, ba mua liều vậy. Hai con đi cắm liều. Nhưng mà không có được đưa lên tivi.